Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải lời khai của nhân chứng đầu tiên cũng bị biến mất. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh cho biết ông Lê Ái Dân, vị kiểm sát viên giữ quyền công tố vụ án Bưu điện Cổ Voi vào năm 2008, đã rời Long An đi Hà Nội và đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để làm việc. Khả năng là Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã bắt đầu xúc tiến công việc truy tìm thêm những căn cứ cần thiết cho vụ án, và ngoài những điều tra viên chính của vụ án thì ông Lê Ái Dân là một trong những đầu mối quan trọng đã có 13 năm tiếp cận các tình tiết của vụ án này. Xin nói thêm rằng các dấu hiệu của hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ của vụ án đã lộ ra khắp nơi và rất công khai, nhưng cho đến nay thì vẫn chưa có cơ quan tố tụng nào trả lời rằng có khởi tố tội làm sai lệch hồ sơ vụ án hay không và lý do tại sao không khởi tố, mặc dù yêu cầu này đã được gửi đi từ nhiều năm trước. Và đây là hình ảnh Hồ Duy Hải thực nghiệm hiện trường với con dao dắt ngay bụng và cầm ghế chuẩn bị đánh vào đầu nạn nhân. Một hình ảnh kỳ khôi đến độ hài hước, những vượt được cho là hợp lý theo kịch bản của điều tra viên. Bên phải là đơn kêu oan của Hồ Duy Hải gửi đến Quốc hội vào ngày 21 tháng 12 năm 2011. Lý giải cho việc ông Lê Ái Dân đi Hà Nội, nhà báo Trương Châu Hữu Danh đã nói như sau. Vụ án này ông Dân từng làm sai tè le nên ông là người rõ nhất sai ở chỗ nào. Ông Danh cũng tiết lộ rằng đã có 2 trên tổng số 17 vị thẩm phán tối cao đã bí mật hợp tác với ông để cung cấp những nghi vấn chưa được làm sáng tỏ của vụ án Bưu điện Cổ Voi. Và dù chỉ là 2 trên 17 người nhưng cũng đủ cho thấy chúng ta hy vọng rằng vẫn còn có những người tốt và sự lên tiếng mạnh mẽ của công luận đã có thể thức tỉnh lương tâm con người, mặc dù đã đưa cánh tay biểu quyết nhưng họ vẫn biết thành tâm hối cải. Phát hiện mới nhất cũng được nhà báo Trương Châu Hữu Danh công bố trên trang Facebook cá nhân rằng người phát hiện vụ án Cổ Voi không ký tên trong hồ sơ vụ án. Ông Danh cũng cho biết rằng hầu hết những lời khai quan trọng và sớm nhất của những nhân chứng trực tiếp nhìn thấy, nghe thấy những sự việc liên quan trong khi vụ án xảy ra vào sáng sớm hôm sau đều bị rút hộ mất hồ sơ ghi lời khai. Và chúng ta đã biết rằng những nhân chứng như chị Kim Tuyền, tức là người khai nghe tiếng ai đó nói lúc 22 giờ. Anh Long, người sau cùng nhìn thấy Vân còn sống, và anh Còi và anh Chí là 2 người cuối cùng nhìn thấy nghi can, đều bị rút lời khai ra khỏi vụ án. Nay thì lòi thêm ra sự việc lời khai của anh Phùng Phụng Hiếu cũng đã không có trong hồ sơ chính thức. Và sau khi xử phúc thẩm y án tử hình Hồ Duy Hải, thì hơn 2 năm sau khi luật sư kiến nghị nghi vấn thì Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao mới lấy lời khai của anh Phùng Phụng Hiếu. Cụ thể là anh Phùng Phụng Hiếu, người đầu tiên phát hiện 2 xác chết nữ nằm trong góc cầu thang vào sáng sớm hôm sau, tức là ngày 14 tháng 1 năm 2008. Đây là hình ảnh bên hông của bưu điện Cổ Voi, phía có cánh cửa ngăn sân trước và sân sau mà anh Phùng Phụng Hiếu leo vào để phát hiện thấy 2 nạn nhân dưới góc cầu thang. Theo anh Hiếu cho biết thì sau khi báo công an sự việc trên thì vài hôm sau, công an tỉnh Long An, tức là PC14, có lời khai của anh nhưng không yêu cầu anh ký tên vào biên bản. Lý do tại sao lời khai của anh Phùng Phụng Hiếu không có trong hồ sơ nhưng cũng được rất nhiều báo chí ghi nhận rằng anh là nhân chứng đầu tiên phát hiện ra vụ thảm sát. Và chính báo Công an Nhân dân vào ngày 15 tháng 1 năm 2008 đã ghi rằng lúc 7 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2008, anh Phùng Phụng Hiếu, nhân viên phát hành của Bưu điện huyện Thủ Thừa, như thường ngày mang báo đến giao cho các điểm bưu điện văn hóa xã. Và khi đến điểm bưu điện văn hóa số 2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, nằm cặp gần quốc lộ 1A thuộc địa bàn ấp 5, xã Nhị Thành, tức là khu vực Cổ Voi, thì không thấy cửa mở. Gọi mãi nhưng không ai nghe tiếng. Anh leo cổng rào vào trong, đi cặp hông tường, đến cửa kính phía sau nhìn vào trong, thì phát hiện 2 xác chết nữ nằm trong góc cầu thang. Báo công an còn cho biết thêm, Đại tá Lê Văn Hữu, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Phan Chí Thanh là Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ điều tra vụ án. Nhà báo Danh viết tiếp, anh Phùng Phụng Hiếu, bưu tá phát hiện thi thể 2 nạn nhân tại bưu điện Cổ Voi đã lập tức trèo rào quay ra và báo công an. Anh vừa là bưu tá, vừa là bà con của 2 cô gái này. Thông tin về anh Phùng Phụng Hiếu xuất hiện trên báo chí rất nhiều, nhưng dư luận cứ băn khoăn, rốt cuộc cánh cổng bưu điện sáng hôm đó mở hay đóng? Có khóa hay không? Vì sao Hồ Duy Hải
lại trèo rào ra phía trước rồi lấy xe và hồ sơ vụ án mà không hề nói Hải đi sau khi lấy xe thì đóng cổng lại. Đây là hình ảnh thực nghiệm điều tra yêu cầu Hồ Duy Hải trèo qua cánh cửa theo kịch bản tẩu thoát ra ngoài để đi về. Và đến hôm nay tôi đã có bút lục lời khai của anh Hiếu, nhưng lời khai này được lấy sau khi cả hai cấp tòa đã tuyên án tử hình. Biên bản ghi lời khai lập ngày 26 tháng 9 năm 2011. Do đó, ông Đỗ Xuân Tịu là phó vụ 3 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thực hiện. Trong khi đó, phiên tòa phúc thẩm y án tử hình với Hồ Duy Hải đã thực hiện vào ngày 28 tháng 4 năm 2009. Tức là hơn 2 năm sau khi án tử hình có hiệu lực, thì biên bản lấy lời khai của anh Phùng Phụng Hiếu mới được thực hiện. Anh Hiếu khai, sáng hôm đó, cánh cổng khép, anh phải dừng xe để mở cổng và đẩy xe vào sân. Và hồ sơ vụ án cho đến nay không có chi tiết nào nói Hải sau khi dắt xe để ra ngoài thì quay vào phòng đóng cổng lại. Vì cánh cổng này có hai cửa, muốn đóng phải kéo từng bên và phải xuống xe. Anh Hiếu khai tiếp, mấy ngày sau anh được lấy lời khai nhưng không thấy ai kêu ký vào biên bản và cho về. Và một vụ án chấn động, những người khai như anh Hiếu, tức là người phát hiện thi thể đầu tiên, chị Kim Tuyền, người khai nghe tiếng ái ái lúc 20 giờ, anh Long, người sau cùng nhìn thấy Vân còn sống, anh Còi và anh Trí là hai người cuối cùng nhìn thấy nghi can, đều bị rút lời khai ra khỏi vụ án. Và lời khai ban đầu rất quan trọng vì nó lấy được ngay khi vụ án vừa xảy ra. Thế nhưng lời khai ban đầu của những người rất đáng tin cậy này đều bị rút ra. Mãi đến khi Hồ Duy Hải bắt Hồ Duy Hải xong thì các lời khai khác mới được thực hiện và có hiện tượng được uốn nắn cho khớp với hiện trường. Tuy nhiên rất nhiều lời khai đã được chứng minh mà sai. Vì muốn kết tội Hồ Duy Hải cho thật vững chắc nên các lời khai bất lợi cho việc kết tội đều biến mất. Và trải qua 13 năm, những bút lục này lần lượt xuất hiện để làm rõ vụ án. Và nhà báo này cũng chia sẻ rằng xin cảm ơn các anh điều tra viên, kiểm sát viên và 2 trên tổng số 17 vị thẩm phán đã tin tưởng anh em tôi để tất cả chúng ta cùng nhau đi đến nền tư pháp minh bạch. Nhà báo Trương Trương Hữu Danh đã kết luận như vậy. Đây là hình ảnh 17 vị thẩm phán tối cao đều giơ tay biểu quyết y án tử hình Hồ Duy Hải. Về tình tiết cánh cổng đã khép lại, luật sư Trần Hồng Phong nói rằng ông đã gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ. Ông kể như sau. Khoảng tháng 6 năm 2011, tôi viết đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải. Trong đơn, lấy theo thông tin trên báo Thanh Niên, tôi đặt câu hỏi. Theo lời khai, Hồ Duy Hải sau khi gây án lấy xe máy chạy về nhà, không hề khai đã khóa cổng. Thì tại sao sáng hôm sau, người bưu tá thấy hai cánh cổng bị khóa? Ngay sau khi nhận đơn, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã vào và xác minh lấy lời khai anh Phùng Phụng Hiếu như trên. Tháng 7 năm 2011, tôi cùng chị Loan, tức là mẹ Hồ Duy Hải, đã đi Hà Nội kêu oan cho Hồ Duy Hải. Khi đó, lãnh đạo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có nói với tôi, cánh cổng chỉ khép chứ không khóa. Tháng 11 năm 2011, tôi trực tiếp gặp anh Hiếu. Anh cho biết cánh cổng khép và khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra có mời tôi lên lấy lời khai nhưng không có cho ký biên bản. Trên cơ sở cổng khép, từ năm 2012, gia đình Hồ Duy Hải và tôi trong đơn đều ghi nghi vấn như sau. Hồ Duy Hải không khép, vậy ai là người đã khép hai cánh cổng này? Lầu 1 là nơi nạn nhân Hồng và người yêu là Nguyễn Mizo đã ngủ, tức là sống chung như vợ chồng, mỗi khi Mizo từ thành phố Hồ Chí Minh về thăm Hồng. Mizo khai hàng tuần đều về bưu cục Cầu Voi vào cuối tuần. Và đêm 13 tháng 1 năm 2008 là Chủ nhật. Tại bưu cục Cầu Voi, ở tầng trệt chỉ có một giường ngủ. Như vậy, việc trên tầng có thêm một chỗ ngủ là điều hoàn toàn hợp lý vì còn có Vân. Và ít nhất hai nhân chứng là anh Nguyễn Văn Thu và chị Lê Thị Thu Hiếu cho biết đêm 13 tháng 1 năm 2008, từ khoảng 20 giờ 30 đến 22 giờ có bật đèn ở tầng lầu 1. Và lời khai của chị Hiếu cho thấy đêm 13 tháng 1 năm 2008, Mizo có về bưu cục Cầu Voi, trong khi đó lại không có bản khai hay tài liệu nào khác trong hồ sơ vụ án thể hiện đêm 13 tháng 1 2008 Mizo làm gì ở đâu. Cửa lên lầu 1 không thể ở trong tình trạng khóa chết, không ai ra vào được khi mà bưu của Cầu Voi hoạt động bình thường. Bên trong lại có đặt máy móc, thiết bị điện, bồn nước ở trên mái nhà, có lan can và bên dưới có người ở. Chính vì vậy, khi khám nghiệm hiện trường vào ngày 14 tháng 1 năm 2008, cơ quan điều tra không lên lầu 1 mà chỉ ghi đơn giản trong biên bản là
trên lầu không có dấu cậy phá, bên trên để máy móc thiết bị là khó chấp nhận được và có thể bỏ lọt dấu hiệu tội phạm. Và không lên sao biết để máy móc thiết bị, một câu hỏi cũng được đặt ra. Thật bất ngờ là trong bản ảnh chụp tại hiện trường ngày 14 tháng 1 năm 2020 mới xuất hiện, đã cho thấy điều chúng tôi nghi vấn là có cơ sở. Đó là trên lầu 1 vào đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008 đã có người, cửa mở. Cũng liên quan đến tình tiết lầu 1, còn có hai thông tin quan trọng mà đến nay vẫn chưa xác minh làm rõ, đó là vào sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008, khi cơ quan điều tra đến khám nghiệm hiện trường, thì tại bưu kiện cục đã cúp điện, nước trong vòi lô ba hết, và ai đã cúp điện trong đêm, câu hỏi cũng được đặt ra. Cũng theo lời trình bày của anh Phùng Phụng Hiếu, được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác minh vào năm 2012, là người đầu tiên ghé vào bưu cục cầu voi vào lúc 7 giờ sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008 để giao báo, thì hai cánh cổng ở trạng thái khép. Trong khi đó, Hồ Duy Hải không có lời khai nào về việc đóng cổng bưu cục sau khi gây án. Quá trình thực nghiệm điều tra cũng không hề ghi nhận Hải có đóng cổng sau khi gây án, mà chỉ dắt xe máy ra cổng chạy về nhà. Ai đã đóng hai cánh cổng bưu cục trong đêm? Đây là câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh, bên trái là ảnh hiện trường vào sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008. Thì trên lầu 1 cửa vẫn mở, vẫn còn rèm cửa và kéo cửa cuốn, trong khi bình thường thì cửa cuốn được đóng xuống như hình bên phải. Lời khai của nhân chứng rằng trên lầu khoảng 22 giờ đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008 có ánh sáng. Như vậy ai đã ở trên đó trong đêm? Kết luận điều tra đã hoàn toàn bỏ qua sự việc này. Và nhà báo Nguyễn Đức đã tổng hợp 8 dấu hiệu bất thường khuất tất trong vụ Hồ Duy Hải như sau. Thứ nhất là không lấy lời khai của anh Phùng Phụng Hiếu là nhân viên bưu điện, người đầu tiên phát hiện ra hiện trường vụ án vào sáng hôm sau. Thứ hai, đã thu được mẫu máu tại hiện trường trong vụ án nhưng đã không đưa đi giám định ngay mà để 4 tháng sau mới gửi đi giám định, do đó mẫu máu đã bị phân hủy, không giám định được ADN hay dấu vân tay. Thứ ba, về thời điểm Vân đi mua trái cây, có bằng chứng khách quan là camera cây xăng, cầu voi và lời khai của hai vợ chồng chị bán trái cây lấy ngay sau phát hiện ra vụ án. Nhưng tại căn cứ vào lời khai của Duy Cải và nhân chứng Tuyền để xác định thời điểm đó là khoảng 20:30. Về phát hiện con dao ở một vị trí bất thường tại hiện trường vụ án nhưng lại đem đi tiêu hủy, tức là người được hỏi ý kiến là một ông công an huyện và một công an xã đã làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường vụ án, có mặt từ đầu đến cuối quá trình khám nghiệm. Và thứ năm là chấp nhận những lời khai vô lý, không thể tin được của Hồ Duy Hải để kết luận Hồ Duy Hải. Ví dụ, khai muốn quan hệ với Hồng nên điều Vân đi mua trái cây nhưng không được nên giết cả hai. Thứ sáu là khai lúc Vân đi mua trái cây về thì đóng cửa lại, trong khi Hải là khách vẫn ngồi nói chuyện với Hồng bên trong nhà, xe của Hải vẫn để ngoài sân. Thứ bảy là khai phải về nhà để đổi xe cho dì Len đi chợ vào lúc hơn 7 giờ tối. Chợ quê có mở hay không? Câu hỏi cũng đặt ra. Thứ 8 là khai dắt dao trước bụng ở vị trí mà không thể hành động chạy nhảy, bê kéo người được. Khi thực nghiệm, điều tra viên phải quấn dao để Hải nhét vào trước bộ hạ, và không quấn thì coi như là cũng sẽ bị tai nạn. Tiếp theo còn nhiều vi phạm tố tụng và các dấu hiệu bất thường khác mà kháng nghị của Viện Kiểm sát Tối cao đã chỉ ra nhưng tòa giám đốc thẩm không làm rõ, tôi không nhắc lại, nhà báo này cho biết. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Loan đau đớn khi nghe tin 17 vị thẩm phán tối cao tuyên án tử hình con mình với lập luận rằng không thay đổi bản chất vụ án, mặc dù thừa nhận có những sai vi phạm nghiêm trọng về tố tụng. Với trình độ, sự dày dạn của mình, 17 thành viên hội đồng giám đốc thẩm chắc chắn phải thấy hết các vi phạm tố tụng bất thường của vụ án. Nhưng thật bất ngờ, 17 vị lại giơ tay biểu quyết bảo dù có sai sót vi phạm tố tụng nhưng không thay đổi bản chất của vụ án. Và Facebook Thắng Lê đã kể về mẹ của Hồ Duy Hải, bà Nguyễn Thị Loan là người đã kiên trì 13 năm đi kêu oan cho con mình như sau. Hồ Duy Hải lẽ ra đã chết rồi nếu Hải không có người mẹ can trường như vậy, và cũng cần biết thêm sau lưng người mẹ ấy là cả một đại gia đình có tình yêu thương con cháu vô bờ bến. Họ đã bán hết đất đai, nhà cửa ngoài lộ để kêu oan cho Hải gần ngần ấy năm. Và bà Loan có lẽ không còn vận hành như một con người, bà giống như cái máy kêu oan hơn, bà làm gần như mọi điều như có thể, dù có những điều bà chỉ lờ mờ hiểu rằng làm thế chỉ bởi cảm thấy sẽ có thêm hy vọng cứu con mình. Hải có kêu oan hay không, câu hỏi cũng được đặt ra.
thiên hạ thì cứ bịa đặt rằng Hải nhận tội. Thực chất Hải kêu oan không chừa một cơ hội nào cả. Ban đầu bà Loan và gia đình cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Họ chỉ biết con cháu của họ bỗng dưng thành kẻ giết người và nhận án tử hình. Nhưng Hải kêu oan từ sơ thẩm, phúc thẩm hay là với luật sư mà Hải đủ tin tưởng. Hải cũng rất thông minh khi từng ra tòa nói đầy dụ rằng nếu dựa vào bản khai này mà kết tội bị cáo thì bị cáo không oan. Tức là nếu mà thì, nghĩa là không khó để hiểu vì sao Hải lại phải khai như vậy. Sau khi được hoãn thi hành án trở về cánh cửa cõi chết, từ ấy đến nay Hải vẫn luôn luôn nói với mẹ và em gái rằng mẹ kêu oan cho con lâu vậy. Tôi thì vẫn thực sự tin vào Hải rằng cậu không có tội, tất nhiên đó chỉ là linh cảm. Nhưng cũng đừng nói với lý với tôi, bởi nếu có lý thật thì người ta đã chẳng làm hàng loạt những điều sai khủng khiếp như thế để ép chết Hải ngày ấy năm qua. Và đây là lời chia sẻ của nhân vật này. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 6 năm 2020 với bản tin Vụ Hồ Duy Hải, lời khai của nhân chứng đầu tiên cũng bị biến mất. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de